tiếp tục có thử thách được thôi. À, hai thì có về nhá. Nhặt vào đứt ra. Vãi tôi để ra được tay đấy nhá. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Có thử thách được thôi. Thấy nữa. Thấy chắc chú ý nhá. Rồi rồi. Rồi bà 14 đá đấy, đá đấy, hơn là 1 phút sau. Thôi được rồi, thôi. Chú ý đi đó, chú ý đi sau em. Đừng như cái quá là có người được ngồi phía sau thì hồ sơ cho thủ môn nhận bóng. Hoa, hoa, hoa. Bạn này nhưng mà đâu hoa. Hiện nay ban tổ chức không có kinh phí để thuê người nhặt bóng. Rồi chặt tôi đi. Đâu? Rồi. Ơi đã đi. Vào. Thôi thủ môn. Đại. Thủ môn thì các bạn em đang lốp. Nhỏ nhỏ và nhanh chưa? Cũng cùng đi. Mẹ. Đấy qua để cho mơ không đi làm bóng. Bạn không? Rất nguy hiểm. Con này rất nổi đau. Không đau. Lời thế luôn. Rất đi qua hai cầu thủ. Cái này vừa lời thế là bắn chứ. Chỉ hiểu một chút may mắn thôi. Sau khi lời thế mà thấy không còn tình huống lời thế nữa là cầm tay cũng gần hình mặt. Chúng ta cứ 30 cái cài. Ép tổng tài bằng chú rớt. Anh bảo nhãn này thôi. Luôn là không hay lớn. Theo kia một tí hết đi rồi chứ đấy. Bây giờ tìm cái điều luật vô chỉ là không bóng không chưa chết đâu, không được hết giờ rồi mà. Hắn mọc, hắn mọc 10 sừng cũng có đưa được chứ. Cái con thắng này. Tham gia giải nó được tham gia người ngoài phải chân rõ. Ừ, đã bay được cái thẳng không có chơi đang thẳng 8. Nhưng mà đang kem được chúng ta thẳng kem thôi. 21 8 thôi. Bạn đang kem thì đang kem được một lên thì rồi bày đắt keo, rồi bày đắt keo. Muốn đi lên tay ra dùng nhiệt cái bắt cái các bạn đấy. Đã ra ngoài quả những cái mặt trời nữa. Nhưng mà không nhìn nhỏ mà đá dẻo. Còn con giống đông con nữ kém đấy, bạn cấp luôn á. Đúng rồi, chèn người. Ba bên đi chứ. Kỹ thuật tả chân rất tốt. Chèn người, áo trắng, áo đen chèn áo trắng. Luôn bên. Sút xa đi. Ô, tăng hiểu mà. Sút xa đi. Sút hẳn vào luôn. Bóng vào. Một pha để góp của Phạm Quang Quân. Tuy nhiên bỏ đi không chính xác. Thủ môn quá đèo. Lúc bỏ ra đâu vậy? Rất nhiều. Trời ơi. Trời ơi. Tối quả đổ mà sút thẳng đi. Trời ơi. Lế không chết. Một quả đầu tiên bên liên quan hai đó anh muốn làm cái cám cái lực cá chứ nên toàn là không thế cái tao nó lại nó mới biết à cái tao nhìn cái con cũng nói như nào tính mình tao nó đâu nhé ba cỏ hiện nay con một cỏ kia bảy hiện nay đang là có đội đội có rất mạnh không nhận biết là hoa mà nói được sống với tống với mẹ qua cái cuộc tổ chức đội đội như mình biết rồi đội liên bộ một quả đặc biệt của Liên Quân. Là đúng rồi mà là kéo kéo lắm bất công để kẻ ăn hết là kẻ mà nông ra đi thì thôi. Ô, mình lại bây giờ nói các chú đá đấy là đá bước quá chiến thuật 3-2-1 luôn cho bây mạnh bây từ đến quá yếu quá thì ra đấy đồng đấy muốn bị lấy xe không. Ok
một quả phát bóng lên cho những người nhận tiền là sức tiểu thương đó còn trước dạ à, không quá với cả cộng đồng lên nhận tiền là cả nhau chứ cơm nháo được không chủ nghiệp cái đó nổi ra cái nhà cho người tao nhỉ anh điểm hay không chưa còn có thằng đế tin nó tin nhìn chứ bố con thấy Duy Phương tiếp tiếp tục một tình anh đi qua ba cầu thủ không cầu thủ thứ ba thì không qua được khỏi Duy Quy bước đi là biết một quả đá phạt cho Liên Quân hay ngay hay ngay tiếp bóng ra bàn yếu và hậu vệ phát tên rồi lao viên tiên này tiên này bóng đi qua khỏi vạch giữa sân một quả đá phạt cho Liên Quân thứ hai đi qua vượt lộ một đi ngoài Ba tối hợp lội từ hậu vệ và thủ môn của Liên Quan phạt sâu huy hùng của bóng một quả chạm tay một quả đá phạt cho Liên Quan làm luôn đến cái việc của con là cái việc chúng con đang gọi chán đúng 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 đi đi mà trơn thầy cái tuần luôn nó no. Không thể làm được thủ môn bóng đâu thủ môn bắt bóng rất mạnh thủ môn thủ môn tốt rồi tiếp tục vận tấn hai bà Hiếu hai cầu thủ của vào bóng băng gầm ngay của cầu thủ Bà Hiếu không quả đá phạt của Liên Quân đi này để giữ cái bóng
Huy Hùng vẫn đang cầm bóng. Một quả phạt góc trên quân hai. Hoàng quả cho mấy quái mà đặt thì chân thắng nữa. Đập mặt thì chân tầm lưng tầm lưng. Đúng rồi. Quả nó bị dập vô nó chút tí luôn. Trận đấu thằng Hoàng Hải rất là quan trọng quá. Hai thằng nhỏ rồi đến đây thằng Huy nha. Hiếu. Bóng đi khó đến đứng hậu vệ đứng ở đây. Hậu vệ biết đến. Đá sân đến. Tốt. Bắn góc cả luôn. Bắn góc. Một quả đá phạt góc cho Liên Quân. Đá báo. Đây cả bật ra thằng Hân. Chúng ta sẽ đá ra bia ra góc. Ngồi sẵn lên sẵn sẵn. Thôi, chứ cái nào mà không có ai mua chứ. Cái này thì bây giờ tôi mua. Đấy ba. Một mà đá phạt góc cho Một pha ngả bóng ngả rất nhiều của cầu thủ hai. Việt ăn luôn. Giỏi lắm. Kết quả vẫn đã là 0-0. Thân thôi là đúng lớn, ta hắn tẩm lúc bá bốn thăng á. Đủ chân. Đang có thể gọi là chẩn ngôn chứ quả như thế. Ý hơi vô một điểm nó ngon nó rồi. Ý hơi vô một điểm nó ngon rồi. Ý hơi vô một điểm nó ngon rồi. Bóng chạm tay. Ý hơi vô một có tình huống rất nguy hiểm. Đúng vào đai, sở hữu cầu thủ. Đúng vào đai, hiện nay sở hữu cầu thủ Huy Hùng bỏ chân trái rất dẻo. Tình huống chạy mấy. Đúng vào đi. Rất nguy hiểm. Bóng đi rất cao so với phút 2. Tỷ về hết rồi lột trái. Anh người à? Anh nhìn thấy một hồi luyện viên chưa? Anh thấy thay ái. Em có thay ái thì ái. Việt thử cơ nè. Bố mời về hết lắm. Ông Vinh có lớp thế nào? Tìm đào. Thằng bố xuống. Tìm về à? Nó mới xuống. Ừ. Em bên gì đó? Huy Hùng. Một quả phạt góc cho Liên Quân hai. Cầu thủ Á Tạm có thể bổ trí một số bàn phía sau đi. Nhà máy. Việt ra sân.
Thế Tiệp ơi, cầm mic ở đây đây, để Giang nghe này. Thầy ơi, Việt ra sân, thế anh vào sân. Có lại đây, lại đây để nhắc. Lại anh đây. Có thấy Tiệp lại. Việt vào đây, Việt vào đây. Việt ơi. Ôi, Việt vào bên kia đây, thế anh vào bên luôn đây. Trong micro thì đứng đâu xa, nhưng mà đứng xa động tay mà nó được. Để tao giao với tao đây tính. Cái cửa hông vô luôn này. Một pha lùng nhúng thì anh đã có bàn thắng. Ba bảo vừa cho hồi trước xung quanh của thủ môn. Một pha lùng nhúng trước công phạt của thủ môn anh Quý. Tiếp quân đa 2 tiếp tục có thể được rồi. Hiểu ra quân hoàng. Từ từ. Một đôi. Bắt lửa ra sân. Ai hiểu ra quân qua cầu thủ. Về chứ. Bắt ông quân qua. Đi ta nghĩ thấy là cho hầu về. Mỹ cũng thủ mỹ dục có thể một hầu về về. Mẹ ăn cái đấy không cần chẳng. Thả lòng lên mà hầu về nó hỏng lên. Đừng không cố. Cái thằng béo cũng phổi chảy luôn rồi. Chơi như được. Quá.
tiếp tục một quả đá phạt từ đội bóng bảng hai. Đội bóng nào mà thứ hai thì đã thay đổi chiến thuật. Một hậu vệ sau lên năm người nào và một tiền đạo tám mươi lăm hậu vệ. Đó có thể 34. Một quả đầu tiên. Một quả đá phạt góc. Góc rồi. Không, một quả phát bóng lên. Thế nhơi. Đơn 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 hai. Đơn 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 hai kỹ. Một quả phát bóng lên. Một quả đẹp lên cho Liên Quân. Hai. Thế tiệm bình thường bên này đứng ở giữa rồi. Hai đẹp biết. Người chấn ơi. Một quả ném biên rồi chiến thuật. Về đi. Trọng tài đã cho dừng bóng. Đây cầu thủ của ai đang bị bùi bay vào mắt. Rồi, nên sự hỗ trợ của tao bay chính thì bây giờ bùi vàng ra ngoài và có thể tiếp tục bóng. Bắt bóng rất mạnh. Quả chắn đây. Đúng thể 3 là được áp dụng. Một quả penalty. Một quả penalty cho đội bóng hai. Cái bóng có lẽ đó là có thủ nguy không? Một lần chốt, lần kẻ anh không thủ qua bóng này. Rất đẹp. Đấy, thấy người này đăng ký cái đã, chưa có cái bồi ra không? Chưa có lệnh, đá đi. Rồi đăng ký mới được thay. Huấn luyện viên này đăng ký thay ai là phải báo. Alo. Huấn luyện viên đội A8 chúng ta lại đăng ký cầu thủ trước sau khi mà kiểm tra nhân sự đảm bảo chúng tôi. Một đôi cao chân đến từ cầu thủ A2. Cầu thủ A8 sẽ được cầu thủ A2. Cái hết cho nó bảo chết được rồi. Vậy thôi. Tuyền được gì biết? Tuyền đẹp quá. Tuyền lên cái này dây cho người.
một pha phòng lớn của các cầu thủ. Anh ơi đây. Hai hai. Bóng ở trong đây. Bóng sống mà bóng sao mà bóng sống mà. Được mà. Kế thay đưa đi khi nào luôn. Thấy đưa. Đứng làm biết nói chứ đứng làm biết nói chứ không phải chính xác rồi đấy. Chuyền đi. Đây. Đây. Á bảy nhiều cơ hội nhưng bóng đá đi hết được bên nào. Quân ơi. Cứ điểm được. Không chung mà không có được giao bóng. Bóng đi hết đường biên lăng. Bầu lưới rồi. Nhân viên đội chân. Ở đây tập trung làm việc cái đâu rồi bắt trong người ta không thể biết là một pha vào bóng khá hậu của cầu thủ Văn Đức. Và rồi là một pha chất động tay, đây là một pha A Nam Phạm Công Dân. Và trong đại diện đã có một thẻ vàng dành cho một cầu thủ của Quân A2. Chúng ta nhắc kia sâu lắm phải không ạ? Biết rồi sâu vào nhắc kia sâu, thế là bị thẻ vàng ngay. Cô báo à? Phải lòng hết lắm, mấy vòng đúng không? Vào! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.